KICM kêu gọi hành động vì khí hậu, trở thành đại sứ đồng hành cùng chương trình Global Youth Letter. Phán đã rất tự hào với vai trò mới của KICM trong chiến dịch hành động vì khí hậu. Nhà sản xuất âm nhạc KICM đã trở thành đại sứ đồng hành cùng chương trình Global Youth Letter kêu gọi thanh niên ký tên ủng hộ bản tuyên bố chung thanh niên toàn cầu hành động vì khí hậu. Anh mong muốn có thể đồng hành, lan tỏa những thông điệp tốt đẹp đến khán giả, đặc biệt là những người trẻ trong vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu. Sau khi trở thành nghệ sĩ đại diện Việt Nam tham gia tranh tài ở hạng mục nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc nhất tại MTV EMA, nhà sản xuất âm nhạc KICM tiếp tục với hoạt động cộng đồng khi nhận lời làm đại sứ đồng hành cùng chương trình Global Youth Letter kêu gọi thanh niên ký tên ủng hộ bản tuyên bố chung thanh niên toàn cầu hành động vì khí hậu. Chia sẻ về sự xuất hiện này, KICM cho biết, là một nghệ sĩ trẻ, tôi nhận thức rằng mình nên dùng sự ảnh hưởng của mình để mang lại các giá trị tốt đẹp cho cộng đồng và khí hậu. Nhà sản xuất âm nhạc chia sẻ thêm, nhờ âm nhạc, anh được sống trọn đam mê và có cơ hội phục vụ khán giả. Hành trình trưởng thành từ những thành công lẫn thất bại giúp anh ý thức rõ trọng trách của một người có hàng triệu follower. Và dĩ nhiên, tôi không thể nào làm được tất cả điều đó nếu thiếu sự đồng hành từ các bạn fan của mình, FCK. KICM bày tỏ cảm xúc khi chứng kiến hàng ngàn người hâm mộ ủng hộ lời kêu gọi của anh trên nhiều nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram, Twitter. Bà Donna McGowan, giám đốc quốc gia Hội đồng Anh tại Việt Nam cho biết tình trạng khẩn cấp về khí hậu là cuộc khủng hoảng lớn nhất mà thế giới phải đối mặt. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi nghiên cứu thế hệ trẻ của Hội đồng Anh cho thấy đó là ưu tiên số 1 của người trẻ trên toàn thế giới. Tôi tự hào khi thấy những nghệ sĩ trẻ như KICM đã sử dụng tầm ảnh hưởng của mình để lan tỏa thông điệp của tuyên bố chung thanh niên toàn cầu hành động vì khí hậu, kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới hành động khẩn cấp. Với sự đồng hành của KICM, chúng tôi đã nhận được hơn 6.400 chữ ký từ các bạn trẻ Việt Nam. Chúng tôi khuyến khích các nghệ sĩ hãy sử dụng tầm ảnh hưởng của mình giống như nghệ sĩ trẻ KICM để tạo ra thay đổi tích cực cho xã hội. Hành động này đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về tầm quan trọng của việc đưa tiếng nói của người trẻ vào các cuộc đối thoại về biến đổi khí hậu.